Xin chào tất cả mọi người. Đây là một bài tập đọc tiếng Pháp dành cho những người mới học tiếng Pháp. Do đó tôi sẽ hướng dẫn kỹ, thứ nhất là các cái từ ngữ mới để cho các anh chị có thể hiểu và tập đọc cho nó xuôi chảy. Thứ hai là chúng ta để ý tới các cái chuyện phát âm. Trong chuyện phát âm thì chúng ta để ý các cái chỗ gạch nối, tôi đã có để cái dấu nối như thế này. Vừa rồi thêm rất nhiều trường hợp ở trong cái bài này, tôi tô màu đỏ, tức là những cái ký tự không được phép phát âm. Và những cái ký tự tôi tô màu vàng, tức là nó có một cái cách phát âm tương đối đặc biệt. Và đặc biệt là trong bài này, người ta lồng vào trong bài này cái cách học về các diễn tả về thời gian. Đây là một vấn đề ngữ pháp. Và một vấn đề ngữ pháp thì không thể trình bày sơ lược ở trong một cái bài tập đọc như thế này. Nhưng mà tôi cũng cố gắng để trình bày giải thích cho nó tương đối rõ ràng. Và chúng ta nếu có cơ hội, chúng ta sẽ học những cái bài này trong một cái bài ngữ pháp cặn kẽ hơn. Và nội dung của bài này là câu chuyện giữa một người bạn trai tên là Raphael với một người bạn gái tên là Louise ở trước cửa rạp cine. Chữ Le Cinema có thể hiểu theo hai cách. Le Cinema là ngành điện ảnh. Le Cinema là một cái rạp chiếu phim. Ở đây chúng ta dùng với theo nghĩa thứ hai, đứng trước cái rạp chiếu phim. Hai người bạn này đang đứng trước rạp chiếu phim và nói chuyện với nhau. Bạn Raphael là bạn nam lên tiếng trước. Excusez-moi. Je suis en retard. Excusez-moi là xin lỗi. Xin lỗi bạn. Je suis en retard. Ở đây chúng ta thấy có một cái chỗ bắt buộc phải đọc nối này. Je suis en. Và danh từ le retard là sự chậm trễ. Ở đây người ta không phát âm ký tự ơ. Ký tự ơ trong cái danh từ retard này người ta lướt đi rất là nhanh. Thay vì đọc là le retard. Je suis en retard. Thay vì đọc như vậy, thì người ta đọc rất nhanh. Je suis en retard. Tu es là depuis longtemps. Bạn ở đây từ lâu chưa? Chúng ta sẽ coi chữ depuis ở bên dưới. Bạn ở đây, tức là đứng trước rạp ciné từ lâu chưa? Và chúng ta để ý ký tự em ở trong chữ longtemps phát âm là n, do bởi nó đứng trước ký tự p. Tu es là depuis longtemps. Câu hỏi thì chúng ta phải lên giọng. Và chúng ta đọc lại câu này. Raphael xin lỗi. Excuse-moi, je suis en retard. Tu es là depuis longtemps? Louise trả lời. Eh oui, đúng rồi. J'attends depuis une heure. Vẫn là depuis. Động từ attendre là chờ. Mình chờ từ một tiếng rồi. Chờ mà chờ một tiếng thì cũng khá lâu á. Raphael mới giải thích. J'ai téléphoné. Mình đã gọi điện trên cái điện thoại di động của bạn. Ton mobile là điện thoại di động. J'ai téléphoné sur ton mobile il y a 10 minutes. Ở đây chúng ta không phát âm ký tự X bởi vì nó đi theo là một danh từ. Chúng ta nhớ là cái quy tắc là khi đếm số từ 1 tới 10 thì ký tự X là phải phát âm. Ví dụ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8, 9, 10. Nhưng mà con số 10 này nếu đi sau là một danh từ thì người ta không đọc là this minute mà người ta đọc là 10 minutes. J'ai téléphoné sur ton mobile il y a 10 minutes. Il y a để nói về một cái thời điểm gốc ở trong quá khứ. Do đó đi trong cái câu này thì chúng ta phải dùng động từ ở quá khứ. Tôi đã gọi điện cho điện thoại di động của bạn cách đây 10 phút. Như vậy trong quá khứ động từ phải ở quá khứ passé composé. Mais tu n'as pas répondu. Répondre, động từ nhóm 3. Participe passé là répondu. Nhưng bạn đã không trả lời. Oui, j'ai parlé à Mathilde pendant 5 minutes. Tôi đã nói chuyện, mình đã nói chuyện với chị Mathilde. Mathilde là tên của một người phái nữ, con gái. Pendant 5 minutes. Pendant là nói về một thời gian kéo dài. Mais pourquoi est-ce que tu es tellement en retard? Ở đây chúng ta thấy ở trong cái khúc này chỉ có mấy chữ thôi mà có tới 3 trường hợp ký tự ơ không được phát âm. Esque, người ta phát âm thành có 2 âm tiết. Esque, tellement, 3 âm tiết, người ta phát âm thành có 2, tellement. Và chữ hota như ở bên trên chúng ta nói là không phát âm ký tự ơ ở trong chữ này. Do đó trong cái câu này được phát âm như sau. Thay vì phát âm là Mais pourquoi est-ce que tu es tellement en retard? Thì người ta cũng hiểu, nhưng mà nó không có hay bằng cách chúng ta bỏ lướt đi các cái âm tiết có cái ký tự ơ này.
Mais pourquoi est-ce que tu es tellement en retard? Mais pourquoi est-ce que tu es tellement en retard? Tại sao bạn lại đi muộn đến như vậy? Chờ tới 1 tiếng đồng hồ. Raphael trả lời, Le bus est resté bloqué pendant au moins 20 minutes dans une petite rue. Ở đây chúng ta lại gặp tính từ petite này. Chúng ta đã phát âm là petite. Une petite, và để đọc nối, dans une petite rue. Chiếc xe buýt đã bị kẹt, đứng kẹt, tức là đứng tại chỗ. Pendant au moins, pendant là trong vòng, giống như ở bên trên. Trong vòng ít nhất là 20 phút, ở trong một con phố nhỏ, ở trong một con đường nhỏ. Đi vào trong con đường đó rồi bị kẹt, kẹt là bloqué. Ít nhất, au moins, 20 minutes. Normalement, le bus fait le trajet en 10 minutes. Ở đây chúng ta cũng gặp trường hợp giống bên trên, không phát âm ký tự X cuối. Au total là tổng cộng. Normalement một cách bình thường thì xe buýt đi cái quãng đường này trong vòng 10 phút tổng cộng. Chữ ăn này là nói lên một thời gian cần thiết để làm một cái chuyện gì. 10 phút là thời gian cần thiết để đi hết cái quãng đường này. Bình thường thì xe buýt đi quãng đường này chỉ trong vòng 10 phút đồng hồ tổng cộng. Và bây giờ chúng ta coi những cái từ ngữ mà chúng ta vừa gặp bên trên. Être en retard, tức là đi trễ, và chúng ta có être en avance là phản nghĩa của être en retard. Đây là đi trễ, đây là đi sớm. Être en avance, ở đây chúng ta phải gặp nối ạ. Rồi giữa cái việc đi trễ và giữa cái việc đi sớm thì chúng ta có cái việc là đi đúng giờ, être à l'heure. Ở đây là chúng ta thấy nhớ ba cái cách nói khác nhau, hoàn toàn về khác nhau về ý nghĩa. Être en retard, đi trễ. Être en avance, đi sớm. Être à l'heure, đi đúng giờ. Ở trên chúng ta đã nói là Raphael nói là tôi đã gọi vào cái điện thoại di động của bạn và sao bạn không trả lời. Ở trong bài thì dùng chữ am mobile. Mobile là điện thoại di động. Chúng ta không có đọc là mobile giống như trong tiếng Anh nhé. Mobile là di động, tức là un portable. Và un portable là người ta cũng nói đơn giản của điện thoại di động. Nói đầy đủ là un téléphone portable. Đây mới là danh từ. Còn portable là tính từ. Portable là có thể mang. Hậu tố app là có nghĩa là có thể porter, có thể mang đi. Và telephone portable là một cái điện thoại có thể mang đi chỗ này chỗ kia. Và bây giờ người ta nói vắn tắt đi, người ta bỏ cái danh từ telephone chỉ còn giữ lại cái tính từ I'm portable, là cũng như là I'm mobile. Là mobile là thực chất, nó là một tính từ, mobile là di động. Ở thì trong bài này chúng ta dùng mobile, ở chỗ khác người ta dùng I'm portable, và có khi người ta nói đầy đủ là I'm telephone portable. Être bloqué là bị kẹt. Bloqué là mình chắn một cái gì, mình cản trở một cái gì, không cho lưu thông, không cho chạy, không cho chảy. Bloqué. Và bây giờ mình, chính bản thân mình bị kẹt. Être bloqué là bị mắc kẹt. Và ở trong bài chúng ta có trạng từ normalement. Bình thường thì cái quãng đường này chỉ đi mất 10 phút. Normalement là bình thường. Xuất phát từ tính từ normal. Normal là giống được và giống cái, là bình thường. Ví dụ, chúng ta có cái chữ giá bình thường. Le prix normal, với cái giá khuyến mãi, le prix promotionnel. Ở đây chúng ta thấy có hai cái giá, một cái giá bình thường, bán bình thường thì với giá này, nhưng mà trong đợt khuyến mãi người ta bỏ cái giá bình thường đi, người ta gạch đi, người ta bớt đi mấy chục phần trăm, thì nó ra cái giá khuyến mãi. Như vậy giá bình thường là chúng ta bán, khách người bán hàng họ bán với một giá bình thường cho tất cả mọi người, nhưng trong một cái đợt khuyến mãi thì người ta cho một cái giá ưu đãi. Le prix promotionnel. Nói như vậy để cho chúng ta thấy là cái tính từ này đi với bất cứ danh từ nào đó thì cũng thấy là bình thường. Một tình trạng bình thường, một tình trạng di chuyển lưu thông bình thường, rồi nhiệt độ bình thường, giá cả bình thường. Đó là normal. Và bây giờ tính từ này biến thành trạng từ bằng cách chúng ta đổi thành tính từ giống cái normal và chúng ta thêm mong vào. Nó ra là một cách bình thường. Nhưng mà các cái trạng từ tận cùng bằng mong thì người ta không phát âm cái từ ơ nó nằm ở bên trên. Thay vì nói là normalement thì người ta phát âm là normalement. Normalement, le bus fait le trajet. Le trajet là một cái hành trình.
Cái xe buýt này thực hiện có cuộc hành trình này en 10 minutes au total là tổng cộng, đi từ này tới đầu kia chỉ mất 10 phút thôi. En là dùng để nói lên một cái thời gian cần thiết làm một cái chuyện gì. Louise nghe như vậy thì nói oui, je comprends. Ký tự em ở đây phát âm là N do phải đứng trước ký tự P. Oui, je comprends. Chúng ta không có ngậm miệng lại. Đừng có phát âm là je comprends, mais tu es certainement parti trop tard. Động từ parti là một trong 14 động từ phải chia với auxiliaire être, khi chia thì quá khứ. Do đó chúng ta thấy là phải chia với être, tu es parti, và chọn từ certainement. Certainement là chắc chắn và người ta không có phát âm ký tự ơ ở giữa. Thay vì phát âm là certainement, chúng ta đọc nhanh là certainement. Nhưng chắc chắn là bạn ra đi quá trễ, tức là ra khỏi nhà thì bắt xe buýt mà đi. Raphael cãi lại, pas du tout, không đời nào, không có một chút nào cả. Je suis parti à l'heure. Chúng ta đã coi chữ à l'heure là đúng giờ đây. Đi trễ là être en retard này. Đi sớm être en avance. Đi đúng giờ être à l'heure. Je suis parti à l'heure. Tôi đã ra đi đúng giờ. Pour commencer, j'ai attendu le bus pendant 10 minutes et và vừa mới ra đi thì ngay đầu tiên, ngay bắt đầu tôi đã phải chờ xe buýt trong vòng 10 phút. Tôi đã phải chờ, j'ai attendu le bus pendant 10 minutes. Mới ra khỏi nhà, cái việc đầu tiên đã bị trục trặc là phải chờ xe buýt 10 phút. Và chưa kịp nói hết câu thì Louis nói, Raphael, entre vite. Raphael ơi, mau mau đi vào. Entrez là đi vào nhanh lên. Le film va commencer dans 2 minutes. Trong 2 phút nữa thì phim sẽ bắt đầu. Tu me raconteras après. Động từ raconter là kể. Và động từ raconter là động từ nhóm 1. Và tất cả các động từ nhóm 1 khi chia thì future thì người ta không phát âm ký tự ơ. Thay vì phát âm là raconteras, người ta phát âm nhanh. Tu me raconteras après. Để kể sau đi, bây giờ phải đi vào bởi phim sắp bắt đầu trong vòng 2 phút nữa. Và chúng ta trước khi coi lại thì chúng ta để ý tới cái cách phát âm của cái danh từ, cái tên gọi của người bạn trai này, Raphael. Ở đây chúng ta có ký tự ơ, có cái trema, ơ trema dùng để tách âm. Tách âm tức là chúng ta không có đọc liên kết chữ A với chữ ơ, chúng ta tách ra như thế này, Raphael. Raphael, chúng không đọc Raphael. Và bây giờ chúng ta, cái chữ thì nó viết dính liền mà chúng ta không có đọc dính liền. Trước khi đọc lại bài này, chúng ta hãy coi các cái vấn đề ngữ pháp, các cái chữ mà biểu diễn thời gian đó, mà tôi đã đánh đập và đóng khung như thế này. Depuis có nghĩa là kể từ và đi với một động từ ở present bởi vì nó diễn tả một sự liên tục cho tới hiện tại, bây giờ vẫn còn diễn ra. Như vậy động từ ở present mặc dù nó bắt đầu từ trong quá khứ. Ví dụ câu hỏi như thế này, Depuis quand est-ce que tu habites à Paris? Cái người này họ đang ở Paris, tức là ở từ trong quá khứ cho tới bây giờ. Nhưng mà câu hỏi là bạn ở Paris từ bao giờ? Depuis quand est-ce que tu habites à Paris? Như vậy depuis đi với động từ ở present bởi vì cho tới bây giờ nó vẫn tiếp diễn. Thì mình trả lời là J'habite à Paris depuis 3 ans. Tôi cư ngụ ở Paris từ 3 năm nay. 3 năm tức là nó bắt đầu từ trong quá khứ cách đây 3 năm, tức cách đây 1.000 ngày, tức là trong quá khứ. Nhưng mà tới giờ vẫn còn tiếp tục ở, vẫn còn cư ngụ ở Paris. Hành động này vẫn tiếp tục cho tới bây giờ, cho tới hiện tại. Sau đó động từ ở present. Và chúng ta nhớ depuis luôn luôn đi với động từ present để diễn tả một sự liên tục từ trong quá khứ cho tới bây giờ. Chúng ta coi lại hai cái câu hỏi. Depuis quand est-ce que tu habites à Paris? Bạn cư ngụ ở Paris từ hồi nào? Từ bao lâu? Trả lời, j'habite à Paris depuis 3 ans. Tôi cư ngụ ở Paris từ 3 năm nay. Chúng ta cũng đã coi chữ pendant. Pendant thì diễn tả một thời gian kéo dài và động từ thì phải ở passé composé. Depuis thì ở động từ ở present, pendant thì động từ ở passé composé. Ví dụ, pendant combien de temps est-ce qu'ils ont habité en Allemagne? In là số nhiều. Họ đã cư ngụ ở bên Đức từ bao lâu rồi? Từ bao nhiêu thời gian rồi? Pendant combien de temps est-ce qu'ils ont habité en Allemagne? Chúng ta trả lời là họ đã ở bên Đức
từ 3 năm nay. Thì chúng ta thấy là động từ quá khứ ils ont habité en Allemagne pendant 3 ans, họ đã ở bên Đức trong vòng 3 năm. 3 năm diễn tả một thời gian kéo dài, pendant là đi suốt một thời gian kéo dài. Chúng ta cũng đã gặp giới từ on ở trong cái câu là bình thường thì cái xe buýt này đi cái quãng đường này chỉ mất 10 phút, tức là chữ on này diễn tả thời gian cần thiết để làm một việc gì. Và động từ có thể ở present, có thể ở passé, có thể ở future, tùy cái bối cảnh, tùy cái câu chuyện. Chẳng hạn như đây người ta dùng là ở quá khứ này, tôi đã làm bài này trong vòng có 5 phút. J'ai fait cet exercice en 5 minutes. Chuyện này đã xảy ra rồi, bây giờ người ta kể lại thì dùng động từ ở quá khứ. J'ai fait cet exercice en 5 minutes. On là nói lên cái thời gian cần thiết là 5 phút, cần 5 phút để làm cái bài tập này. Động từ cũng có thể ở hiện tại. Ví dụ như đây là một cái định luật này, chỉ trong vòng 1 giây thì ánh sáng đi được quãng đường là 300.000 cây số. En une seconde, la lumière parcourt 300.000 km. Như vậy đây là một cái thực tế. Thực tế thì luôn luôn dùng ở hiện tại. Từ trước cho tới bây giờ và cho tới mai sau thì vẫn là một cái thực tế. Những cái gì nó là định lý, nó là thực tế, nó là sự thật thì người ta dùng động từ ở present. Như vậy với on cũng có thể dùng present và cũng có thể dùng ở future nữa. Tôi sẽ làm trong tương lai, tôi sẽ làm cái việc đó chỉ trong vòng một thời gian nào đó thì lại dùng động từ ở future. Như vậy dùng chữ on có thể đi với động từ ở present như trong cái ví dụ thứ hai. Có thể dùng động từ ở quá khứ passé giống như trong ví dụ thứ nhất và cũng có thể dùng ở động từ ở tương lai và dùng để diễn tả một thời gian cần thiết để làm việc gì. Tôi làm bài này chỉ mất 5 phút, tức là thời gian 5 phút là cần thiết để làm cái bài tập này. Ánh sáng chỉ mất 1 giây thì đi được 300.000 cây số, tức là 1 giây là thời gian cần thiết để ánh sáng đi được 300.000 cây số. Và chúng ta có chữ đăng đi với động từ ở present hay là future. Đăng là nói một thời gian, một cái thời điểm ở trong tương lai. Je reviens dans 5 minutes, 5 phút nữa tôi sẽ quay lại, nhưng bây giờ chưa quay lại. Ở đây người ta dùng present là bởi vì nó quá gần, một cái cách nói rất gần trong hiện tại, chỉ 5 phút thôi, người ta cho phép dùng present. Nhưng nếu một cái gì xa xa thì người ta dùng động từ ở future. Nous nous reverrons dans 3 mois. Chẳng hạn chúng ta đi dự cái hội nghị, chúng ta đi họp cái gì đó, 3 tháng sau sẽ gặp lại, thì khi chia tay nói là trong 3 tháng nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Như vậy từ một thời điểm ở trong tương lai. Nous nous reverrons dans 3 mois. Như vậy sau năm này thì đi với động từ này đi ở thì tương lai. Và Ilia là cách đây mấy phút thì mình đã gọi điện thoại cho bạn rồi. Như vậy đây chắc chắn phải dùng động từ ở quá khứ bởi vì diễn tả một thời điểm trong quá khứ. Ví dụ, elle est partie il y a 5 minutes. Cách đây 5 phút cô ta đã ra đi. Như vậy cái chuyện này xảy ra ở trong quá khứ rồi. Mặc dù chỉ là 5 phút cũng là gọi là quá khứ. Động từ phải ở quá khứ. Đương nhiên là không thể ở hiện tại và cũng không thể tương lai được bởi vì cách đây 5 phút nó nằm ở trong quá khứ. J'ai vu ce film il y a longtemps. Tôi đã coi cuốn phim này cách đây lâu lắm rồi. Như vậy là bắt buộc động từ phải trong quá khứ. J'ai vu ce film il y a longtemps. Và bây giờ chúng ta đọc lại bài bài đọc giữa Raphael và Louise. Chúng ta sẽ đọc hai lần. Một lần tôi đọc rất kỹ và xin các anh chị để ý. Thứ nhất là các cái dấu nối này. Thứ hai là các cái ký tự mà tô màu đỏ thì không được phát âm này. Rồi thứ ba là các ký tự được tô màu vàng thì chúng ta để ý cái cách đọc, cách phát âm đặc biệt. Và chúng ta đọc lần thứ nhất chậm, lần thứ hai nhanh hơn. Devant le cinéma. Excusez-moi, je suis en retard. Tu es là depuis longtemps? Eh oui, j'attends depuis 1 heure. J'ai téléphoné sur ton mobile il y a 10 minutes, mais tu n'as pas répondu. Oui, j'ai parlé à Mathilde pendant 5 minutes. Mais pourquoi est-ce que tu es tellement en retard? Le bus est resté bloqué pendant au moins 20 minutes dans une petite rue. Normalement, le bus
Fais le trajet en 10 minutes au total. Oui, je comprends, mais tu es certainement parti trop tard. Pas du tout. Je suis parti à l'heure. Pour commencer, j'ai attendu le bus pendant 10 minutes et Raphaël, entre trop vite. Le film va commencer dans 2 minutes. Tu me raconteras après. Và bây giờ chúng ta đọc một lần cuối cùng nhanh hơn. Devant le cinéma. Excuse-moi, je suis en retard. Tu es là depuis longtemps? Eh oui, j'attends depuis 1 heure. J'ai téléphoné sur ton mobile il y a 10 minutes, mais tu n'as pas répondu. Oui, j'ai parlé à Mathilde pendant 5 minutes. Mais pourquoi est-ce que tu es tellement en retard? Le bus est resté bloqué pendant au moins 20 minutes dans une petite rue. Normalement, le bus fait le trajet en 10 minutes au total. Je comprends, mais tu es certainement parti trop tard. Pas du tout. Je suis parti à l'heure. Pour commencer, j'ai attendu le bus pendant 10 minutes et Raphaël, entre trop vite. Le film va commencer dans 2 minutes. Tu me raconteras après. Và xin chào tất cả mọi người.